Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng gần 8 giờ tối giờ Cali. Thì ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi. Tuần này đã trải qua rất là nhanh các bạn. Tại vì có thể phần lớn là tại vì giữa tuần chúng ta có một ngày lễ tại Hoa Kỳ là ngày lễ July 4 cho nên mới thấy nhanh như vậy. Nhưng mà hôm nay cũng như ngày hôm qua Thuận có một số những thông tin muốn chia sẻ với các bạn chú ý chúng ta lại sẽ nói về nhiều tin tức trong video này thì đầu tiên hết ấy, các bạn sẽ thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ là một màu đỏ ngày hôm nay à, các bạn đã thấy là kết thúc ra chỉ số Nasdaq đã xuống 0.82% trong khi mà Dow Jones xuống tới hơn 1% nữa các bạn và S&P 500 kết thúc là xuống 0.79% nhưng mà thật ra đó khi các bạn bấm vào để xem, chúng ta đã thấy là hồi sáng này đã có một cái thông tin dẫn đến thị trường rất là đỏ luôn rồi sau đó các bạn thấy những chỉ số này cũng đã có một cái sự hồi lại nhưng mà kết thúc đó thì vẫn âm như là các bạn thấy Nasdaq thì xuống 0.82 nhưng mà hồi sáng này đó đã xuống hơn 1% các bạn. Thì tin tức gì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa. Free market hiện bây giờ thì rất im lặng các bạn chúng ta nhìn thấy là cả ba chỉ số futures hầu như không có động tĩnh à, chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu thì sao hợp đồng dầu thì không có nhiều sự thay đổi các bạn ở mức là 71 đô 86 cent cho một thùng dầu thì cũng cỡ đó mà thôi và hợp đồng vàng đó thì các bạn thấy lại giảm thêm một chút nữa bây giờ chúng ta thấy đang hướng về cái phía là 1.900 đô ở mức là 1916 đô cho một ounce vàng và còn crypto thì sao các bạn? BTC đó thì hồi sáng này cũng giống như là những thị trường kia chúng ta thấy cũng đã xuống rất là nhiều Và chúng ta nhìn thấy được là BTC đó đã xuống tới mức là 29.720 Dưới 30.000 đô một thời gian ngắn các bạn rồi sau đó đã hồi phục trở lại Vẫn thấp hơn so với ngày hôm qua nhưng mà chúng ta cũng vẫn hơn 30.000 đô Thời điểm hiện tại là 30.130 đô các bạn Và so sánh với giá của ngày hôm qua thì BTC xuống một 1.2% và đó cũng là các phần trăm mà tổng số vốn hay trường giảm là 1.2% các bạn. Ethereum đó thì xuống nhiều hơn xuống 3%, chúng ta coi BNB xuống 2%. Nói chung là phần lớn đó, những cái đồng là, là xuống 2 tới 3%, trong đó chúng ta có một đồng tăng trưởng trong top 10 này đó chính là Solana tăng 4.2 các bạn và Litecoin thì xuống 6% nhưng mà Litecoin thì cũng đã tăng nhiều à, trong giờ một tuần qua rồi và nhìn tổng quan thị trường đó, thì trên Crypto Bubble các bạn thấy là phần lớn là màu đỏ nhưng mà không phải là đỏ lắm các bạn đương nhiên ta có những đọc như là chúng ta nhìn thấy là Phantom thì xuống 9.1 Leo xuống 6.7 Lido xuống 6.9 nhưng mà nhìn chung đó thì à, cũng là đỏ nhưng mà không phải là một ngày quá đỏ thì chúng ta có thông tin gì mà dẫn đến nhiều thị trường đỏ như ngày hôm nay có tin tức gì xấu thì thật ra chúng ta không có tin tức gì xấu các bạn các bạn có thể nhìn thấy được hồi sáng này cái thông tin dẫn đến nhiều thị trường đỏ đó chính là cái thông tin liên quan tới việc làm tại Hoa Kỳ. thì để các bạn hiểu rõ hơn đó thì mỗi một tháng chúng ta sẽ nhận được hai chỉ số liên quan đến việc làm. thứ nhất là cái chỉ số phần trăm thất nghiệp đó là cái chỉ số chính thức từ chính phủ Hoa Kỳ. đó là chỉ số được công bố bởi Bộ Tài Liệu Lao Động. rồi chúng ta có một chỉ số khác nữa đó chính là chỉ số đến từ công ty ADP các bạn. đây là công ty tư nhân. tài liệu chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình nên là đến từ một công ty tư nhân chứ không phải đến từ chính phủ Hoa Kỳ Kỳ. công ty ADP này là công ty rất là lớn và họ cung cấp dịch vụ biên chế có nghĩa là các bạn là một công ty các bạn không muốn tự có kế toán không muốn tự trả lương các bạn muốn giống như kinh doanh nhà hàng kinh doanh cái việc làm các bạn mà thôi rồi các bạn muốn có một công ty khác xử lý lương cho các bạn xử lý thuế xử lý kế toán vân vân thì các bạn mướn công ty ADP thì công ty này họ sở hữu rất nhiều dữ liệu là những cái công ty tư nhân đó họ đang mướn bao nhiêu người dựa theo cái số lượng lương mà họ phát thì ít nhiều gì cũng có một cái góc nhìn về tình hình của việc làm ở Hoa Kỳ và vì lý do đó nó rất nhiều người quan tâm đến chỉ số đến từ ADP và họ đã cho một chỉ số rất là bất ngờ ngày hôm nay các bạn. Bất ngờ như thế nào? Bất ngờ đó là họ cho thấy có thêm 497.000 việc làm trong tháng 6 cao hơn nhiều so với ước tính là 220.000 thì đây là một thông tin rất là tốt các bạn cho thấy là việc làm ở Hoa Kỳ đã vẫn còn rất nhiều và chúng ta thấy tuy có nhiều công ty ra sa thải nhân viên nhưng mà cái tốc độ sa thải cũng đã giảm theo thời gian rồi chúng ta cũng đã từng nói nhiều về công an việc làm ở Hoa Kỳ thì các bạn đã biết đó là chúng ta vẫn còn rất là nhiều nơi mướn người chúng ta vẫn chưa thấy phần trăm thất nghiệp thật sự là có sự tăng trưởng cho đến khi nào những việc làm đó được người ta xin việc rồi làm những việc đó rồi chúng ta mới bắt đầu thấy là những người thất nghiệp kế tiếp sau đó sẽ không còn việc làm nữa thì lúc đó phần trăm thất nghiệp mới tăng lên điều đó vẫn chưa xảy ra cho tới bây giờ và đương nhiên là thuận sẽ không biết hết tất cả dữ liệu nhưng mà thuận chỉ chia sẻ từ cái quan điểm cá nhân mà thôi thì thuận làm việc với rất nhiều người và cũng có nhiều người bạn cũng đã bị sa thải trong vòng một năm qua nhưng mà phần lớn đó, không phải ai cũng vậy nhưng mà phần lớn những người mình thường quen biết bị sa thải đó thì trong vòng khoảng chừng 3 tháng là đã có việc làm mới rồi thì tôi nghĩ lý do tại sao mà tốn khoảng chừng là một hai ba tháng họ mới có việc làm mới tại vì phần lớn tôi nghĩ là họ nhân cơ hội đó để ở nhà để ở với gia đình để có thời gian nghỉ ngơi tại vì trong thời gian đó họ vẫn có thể ăn tiền thất nghiệp được cho đến khi nào mà họ không muốn ăn tiền thất nghiệp nữa đấy, thì họ mới bắt đầu đi tìm việc làm thì các bạn thấy được là việc làm thì vẫn có đương nhiên có một số người thường quen biết đó, tới bây giờ họ vẫn chưa có việc làm mới tại vì họ có chức vụ rất là cao trong công ty có thể là họ đang chờ đợi đúng chức vụ và đúng một công ty nào đó họ muốn làm thì họ mới bắt đầu đi làm trở lại Thì cái ý tôi muốn nói đây đó là cái tài liệu từ ADP ít nhiều gì nó cũng có một phần đúng sự thật các bạn Và thứ nhì nữa nó cũng phản ảnh là nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang rất là ok Thì tại sao mà chúng ta lại thấy những thị trường này đỏ như vậy khi mà có một thông tin tốt Thì có một số nhà đầu tư họ nhận định đây là thông tin xấu tại vì Thông tin này đó sẽ dẫn đến là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất và giữ lãi suất lâu hơn vì lý do đó họ nghĩ đây là thông tin xấu các bạn. Thuận cảm thấy được là thị trường bây giờ đó thì có cả hai sự lo lắng. Ở thời điểm này đó thì thường nghĩ là một là bạn lo lắng Fed sẽ tăng lãi suất vì việc làm vẫn tốt, hai là bạn lo lắng suy thoái tài chính vì thất nghiệp tăng. Lo lắng cả hai đó thì không có lo trước hiện bây giờ đối với thuận tại vì chúng ta cũng đã thấy là cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy phần trăm thất nghiệp tăng lên, có tăng hay không hay nữa đó thì hãy xem coi là những ngày tháng tới đây cái số lượng công ty sa thải nó có tăng lên hay là không và cái số lên việc làm nó có còn hay không khi mà chúng ta thấy những việc làm đó đã được người ta nhận việc hết rồi đó thì mới bắt đầu thấy phần trăm thất nghiệp thực sự tăng lên. Chúng ta như thường chia sẻ vẫn chưa thấy điều đó. Thì cho tới bây giờ chúng ta vẫn thực sự chưa thấy một cái sự suy thoái tài chính như là năm 2008 xảy ra. Thuật biết là có nhiều bạn nói là thật ra Hoa Kỳ đã suy thoái rồi thì đó cũng là một quan điểm nhưng mà Thuật chỉ chia sẻ về những gì mà thuận chứng kiến mà thôi và thường đã từng trải qua năm 2008 cái bạn lúc đó là Thuật mới đầu đi làm như nhiều bạn đã biết. Thì lúc đó khác bây giờ rất là xa luôn các bạn. Lúc đó đó là nhiều người họ bị ngân hàng hàng kéo nhà họ không có tiền để trả ngân hàng rồi các bạn thấy được là nhiều người thất nghiệp và cái phần trăm thất nghiệp cũng đã tăng lên lúc đó các bạn thấy là những người đi làm họ cũng hoang mang không biết là công ty của mình sẽ sụp đổ với cái lúc nào khi mà chúng ta chứng kiến những công ty đồ sộ lúc đó cũng sụp đổ luôn thì bây giờ đó thì không giống năm 2008 hay là nói đúng hơn thì bây giờ vẫn chưa giống năm 2008 thì có khả năng bây giờ giống năm 2008 hay là không đó thì còn tùy theo nền kinh tế bây giờ vẫn chắc cỡ nào tại vì về cái phương diện tăng lãi suất thì tôi nghĩ là Fed cũng đã có quyết định rồi và tôi sẽ chia sẻ với các bạn Hiện bây giờ hầu như là gần 100% là Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7 này và sẽ tiếp tục giữ lãi suất có thể là đến hết năm nay luôn chúng ta đã thấy như thường thường hay chia sẻ với các bạn đó là cái kỳ vọng đối với nhiều người đối với bản thân của thuận là phép giảm lãi suất năm nay đó cái kỳ vọng đó hầu như không còn là bao nhiêu hết chúng ta chỉ còn có thể hy vọng là nền kinh tế vững chắc mà thôi thì cho nên thường cảm thấy là cái nhận định bây giờ đó tin xấu là tin tốt tin tốt mà tin xấu đó thì chúng ta đã qua thời điểm đó rồi bây giờ đó thì cũng cảm thấy là chúng ta nên xem tin tốt là tin tốt miễn là chúng ta ngày nào còn tin tốt đó thì chúng ta có thể giảm đi rủi ro suy thoái ngày đó đó là cái quan điểm của thuận hiện bây giờ cho nên các bạn thấy là bây giờ cái sự lo lắng cả hai đó thì nó không có lo trực lắm và thuận nghĩ sau khi mà thông tin được chia sẻ rồi mọi người bắt đầu có cái sự suy nghĩ lại đó thì thị trường chứng khoán cũng đã có một cái sự hồi phục sau đó tại vì nhìn kỹ lại thì chúng ta thấy được là lo lắng cả hai thì không có lo trực lắm tại vì nếu như mà lo lắng phép tăng lãi suất thì khỏi cần phải lo các bạn tại vì bây giờ dựa theo tài liệu CME hầu như là khả năng gần như chắc chắn là Fed sẽ tăng thêm lãi suất 0.25%. Hợp đồng CME đã nghiêng về 92% là Fed sẽ làm điều đó rồi. Cho nên các bạn có lo lắng cũng vô dụng mà thôi. Hầu như Fed đã ra quyết định đó. Và trong cuộc họp ngày hôm nay thì một quan chức của Fed cũng đã nói những điều tương tự. Lập ly lập lời những cái tài liệu được chia sẻ đến từ Chủ tịch John Powell là sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất. Cho nên bây giờ đây thì ngược lại, tôi muốn càng có nhiều tin tốt liên quan tới nền kinh tế thì càng tốt đối với Thuận. Và chúng ta cũng vừa nói đến là có khả năng phần trăm thất nghiệp tăng lên hay là không Thì chúng ta đã thấy được một tài liệu khác nữa được chia sẻ bởi chính phủ Hoa Kỳ Đây là một cái khảo sát các bạn Và tính theo cái số lượng việc làm mà đang tuyển dụng nhân viên hồi tháng 5 đó Là còn khoảng chừng là 9.82 triệu việc làm đang tuyển dụng con số này đã, đã giảm 496.000 từ tháng 4 rồi các bạn và đã thấp hơn, ước tính là 99 triệu việc làm. Thì cái con số này vẫn còn rất là cao cho nên các bạn mới thấy được là phần trăm thất nghiệp cho tới bây giờ thì nó vẫn chưa có hề hấn như hết các bạn. Và nói tới phần trăm thất nghiệp thì thông tin lớn nhất ngày mai được chia sẻ đó chính là thông tin liên quan tới phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là ước tính bây giờ chỉ có 3.6% mà thôi thấp hơn cả tháng vừa rồi tháng rồi là 3.7 phần trăm thì phần trăm thiên nghiệp tháng này đó ước tính chỉ có 3.6 chúng ta sẽ biết cái thông tin này vào sáng ngày mai ở Hoa Kỳ là 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali đối như mà nào mà ở Việt Nam đó, thì các bạn sẽ nhận thông tin này là 7 giờ tối ngày hôm nay ở Việt Nam Bản thân Thuận thì bây giờ thì Thuận vẫn tiếp tục chung bình giá chứng khoán như nhiều bạn đã biết những gì mà thuần chia sẻ với các bạn cũng không có làm thay đổi suy nghĩ dài hạn của thuần. Các bạn thấy được là ngay thời điểm này, thuần nghĩ là những cái thời điểm mà nhiều người lo ngại. Thật ra đó chúng ta còn rất là nhiều tiền mặt nhưng mà không biết là họ có muốn vào thị trường hay là không. Một phần đã vào thị trường rồi, cho nên ta mới thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ tăng liên tục từ đầu năm tới bây giờ. Và các bạn thấy được là nhiều chứng khoán đã đạt cái đỉnh mới trong vòng 12 tháng qua, tại vì tiền đã đổ vào trong thị trường này và chúng ta vẫn còn một số tiền vẫn đang chờ đợi và cái số đó đó là khoảng chừng là 5.000 tỷ đô la các bạn đang nằm trong những cái money market thì không biết cái số đó có đổ vào trong thị trường này hay là không. Trước khi mà chúng ta tiếp tục đó thì Thuận muốn dành một ít thời gian nhân dịp mừng sinh nhật 6 năm thành lập của kênh Thuận Capital trong tháng 7 này đó thì trước tiên Thuận muốn cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Thuận Capital trong vòng bao nhiêu năm qua và năm nay đó thì OKX là một chuyên đối tác của kênh sẽ đồng hành tài trợ chương trình trao nhận quà tặng hấp dẫn với những món đồ công nghệ mới Với một số voucher cho các bạn có thể tham gia chương trình này Sơ qua đó thì đây là một cái cuộc thi giao dịch bạn có volume giao càng lớn đó thì sẽ nhận được càng nhiều vé sổ số, số để mà tham gia Các bạn đăng ký một tài khoản mới qua link của Thuận Capital hay các bạn đang sử dụng tài khoản mà đã từng đăng ký qua link của Thuận Capital đều có thể tham gia được Cơ cấu giải đó thì rất là hấp dẫn các bạn Có một iPhone 14 Pro Max 128GB Một iPad Air 5 Một Apple Watch Và cùng nhiều voucher giá trị Thời gian đăng ký đó là đến hết ngày 23 tháng 7 này Thuận cũng sẽ để cái link liên kết ở phần dưới mô tả này để các bạn có thể tham khảo cũng như là xem chi tiết các sự kiện các bạn mới thì có thể đăng ký với cái link của OKX nằm ở bên dưới. Nếu các bạn thấy tiện thì có thể chia sẻ tới bạn bè giúp Thuận bài Facebook của chương trình này. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ Thuận Đồ trong vòng bao nhiêu năm qua và thùng sẽ có thêm nhiều thông điệp về kỷ niệm 6 năm trong thời gian tới đây. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục trở lại với những thông tin nổi bật trong video này và một trong những hiệu ứng khác khi mà fed tiếp tục tăng lãi suất đó là các bạn thấy là phần trăm lãi suất khi mà các bạn vay tiền để mà mua xe mua nhà cũng tăng lên tại hoa kỳ cái phần trăm lãi suất mà fed quản lý đó thì đó là cái phần trăm gọi là fed fund rate phần lớn là ảnh hưởng đến cái phần trăm của ngân hàng vay qua đêm mà thôi chứ không ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần trăm lãi suất mà người dân đi vay mượn nhưng mà nó có, có sự ảnh hưởng gián tiếp các bạn và phần trăm lãi suất để mà vay mua nhà 30 năm tại Hoa Kỳ đã đã lên tới một mức rất là cao của bạn là 7.22% thì để các bạn có thể hiểu được cái sự ảnh hưởng của phần trăm lãi suất này là như thế nào đó thì nếu như mà chúng ta nhìn một căn nhà trung bình ở Cali thì hiện bây giờ dựa theo Zillow đó là khoảng 738 000 đô la đây là căn nhà trung bình ở Cali mà thôi các bạn và Cali là một trong những tiểu bang rất là đắt đỏ cho nên nhà nó cũng rất là mắc các bạn và tùy theo các bạn ở thành phố nào nếu như các bạn ở quận Cam đó, thì phần lớn các bạn sẽ không thể mua nhà với cái mức giá này được nhưng mà chúng ta thấy được đây là cái căn nhà trung bình thì ở cái mức lãi suất là 7.2% đó hàng tháng người mượn tiền phải trả là 4.575 đô la Tiền này là tiền các bạn phải trả tiền vốn và tiền lãi ngân hàng cộng với thuế đất và bảo hiểm. So với 2 năm trước khi mà lãi suất chỉ 3% đó thì chỉ trả có khoảng chừng 3.000 đô thôi các bạn. Sự khác biệt rất là lớn. Hiểu cách khác đó thì cùng giá trị căn nhà chi phí trả tiền đã tăng 50% trong vòng 2 năm qua. Thì câu hỏi đó là trong vòng 2 năm qua lương của người dân có tăng 50% hay là không? Câu trả lời là không các bạn Làm gì mà lương tăng 50% trong vòng 2 năm qua Đó là một trong những cái hiệu ứng khi mà Fed cứ tiếp tục tăng lãi suất như vậy Khiến cho nhiều người trước đây họ đã khó khăn để mua nhà Bây giờ lại càng khó khăn hơn nữa Và chúng ta cũng thấy giá nhà đó thì không có suy giảm Cho nên khi mà chúng ta nói tới lý thuyết liên quan đến tài chính đó, Thì lý thuyết và mà là lý thuyết bình các bạn Khi mà áp dụng về thực tế đó Thì các bạn mới hiểu tại sao mà phần lớn những người phân tích kinh tế À, phần lớn đó thì họ sẽ không có đoán đúng tại vì khi mà họ dùng những mô hình phân tích đó, thì họ sẽ dựa theo một cái khái niệm là mọi người đều rất logic nhưng mà trên căn bản mọi người không có logic các bạn cho nên những cái mô hình đó nó không có áp dụng một cách chính xác trong thực tế được nếu như các bạn không tin thì các bạn cứ nghĩ lại biết bao nhiêu người đã chia sẻ với các bạn lúc mà đại dịch mới bắt đầu đó thì nền kinh tế sẽ ra sao chứng khoán sẽ ra sao bất động sản sẽ ra sao có thể các bạn sẽ nhớ là phần lớn mọi người nói là không có dòng tiền người ta không đi làm chứng khoán sẽ giảm crypto đó thì đương nhiên không ai thèm sử dụng crypto đâu tại vì người ta còn không có tiền ăn uống nữa rồi sẽ không có sự tăng trưởng của bất động sản tại vì không có ai mua nhà nhu cầu đó không có nhưng mà các bạn thấy là tất cả điều ngược lại hết các bạn thậm chí mua xe đã cực kỳ khó khăn luôn. Trong khi mà nhiều người cũng đã đưa ra nhận định là lúc đó chắc không có ai mua xe đâu, tại vì đâu có ai đi qua lại nữa. Thì mua xe làm cái gì? Trong khi mà xe cũng không có luôn các bạn. Cho nên nó rất là khó để có thể áp dụng mô hình vào thực tế được và thông chia sẻ điều đó. Tại vì các bạn nhìn vào cái thị trường bất động sản thì các bạn sẽ nhận ra một điều là cái lý thuyết căn bản đó là khi mà lãi suất tăng thì giá nhà sẽ giảm các bạn. Tại vì khi lãi suất tăng thì ít người có thể mua được nhà hơn thì giá nhà phải giảm và khi lãi suất giảm thì nhiều người có thể vay mượn với mức thấp người ta sẽ đi mua nhà dẫn đến nhu cầu mua nhà tăng giá nhà tăng lên lãi suất và giá nhà sẽ đi ngược với nhau theo lý thuyết là như vậy nhưng mà trên thực tế các bạn đã thấy chúng ta đang chứng kiến một cái hiện tượng rất là thú vị là giá nhà ở Hoa Kỳ không những là không giảm mà còn tăng ngược trở lên trong khi lãi suất vẫn tiếp tục tăng. Tại vì sao các bạn? Tại vì nhiều người bây giờ họ đang ở trong một căn nhà và có thể là họ muốn bán nhưng mà họ không bán được. Không phải là không ai mua tại vì nhu cầu mua nhà bây giờ đang cao nhưng mà họ không muốn bán bây giờ. Tại vì họ đang có cái phần trăm lãi suất là chỉ có 3% cách đây 2 năm mà thôi. Khi mà họ bán căn nhà này họ phải mua một căn nhà khác và lãi suất đã cao hơn hơn gấp đôi trong vòng 2 năm thôi thì cái số tiền họ trả hàng tháng nó đã tăng lên 50% trong vòng 2 năm thì vì lý do đó họ thà ở một chỗ dẫn đến là không có nhiều người bán nhà dẫn đến là giá nhà lại tăng lên các bạn đây là một trong những hiện tượng rất là thú vị mà đang xảy ra hiện tại rồi đó là những cái thông tin liên quan tới uh, nền kinh tế Chúng ta hãy nói tới một số thông tin liên quan đến crypto đi Thì uh, các bạn đã thấy được là cho tới thời điểm bây giờ Chúng ta vẫn chưa có bất cứ một cái đợt thanh lý nào đáng kể hết Từ khi mà giá BTC tăng nhanh từ mức là khoảng 25-26 ngàn đô tới bây giờ Và chúng ta nhìn thấy được trong vòng 24 giờ qua đó Cho dù giá điều chỉnh xuống một chút Chúng ta cũng thấy là không có nhiều lệnh bị thanh lý Trong vòng 24 giờ qua đó chỉ có khoảng chừng 169 triệu đô la mà thôi và nếu như mà nói là nhiều lệnh thanh lý đó là phải gấp 10 con số này và cho đến thời điểm bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục thấy là cái số lượng lệnh đòn bẩy đó open interest cho Bitcoin thì vẫn đang ở mức tăng trưởng các bạn và đã tăng trưởng từ thời điểm là tháng 12 cuối năm ngoái cho tới bây giờ rồi gần đây các bạn thấy là có một cái đợt đi xuống một chút nhưng mà nhìn chung đó thì xu hướng này vẫn là xu hướng tăng chúng ta vẫn còn nhiều lệnh đòn bẩy và cái số lượng phần trăm đòn bẩy đó thì vẫn ở mức cao các bạn đã tăng trưởng từ tháng 4 tới bây giờ rồi ý tôi muốn nói đây là sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có một đợt thanh lý nhưng mà khi nào đến thì chúng ta không thể nào biết được các bạn và lúc đó chúng ta sẽ thấy giá nó sẽ di chuyển nhanh về một hướng nào đó chúng ta có thể nhìn thấy cho tới bây giờ đó thì trong vòng 24 giờ qua không refresh the channel lại thì các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua đó thì cái số lượng lệnh đòn bẩy cho BTC thì vẫn nghiêng về bên số một chút các bạn khoảng chừng 51% và bên long là 49% trong vòng 4 giờ qua đó thì các bạn thấy được là hơn 50% À, đó chính là lệnh short còn 49% là lệnh long thì cũng gần như bằng nhau các bạn trong vòng một giờ qua đó thì cũng gần như 50 50 ở thời điểm hiện tại. Nói chung thì vẫn chưa có một bên nào mà đặt nhiều lệnh thì bây giờ hết đối với những gì mà thường nhìn thấy được từ Coin Class. Ngày hôm qua đó thì các bạn đã biết là Meda đã tung ra một cái ứng dụng tương tự như Twitter có tên là Threads và các bạn đã biết là ứng dụng đó, đó thì cũng đã có khoảng chừng là 30 triệu lượt download rồi thuần nhớ là như vậy. Bản thân thuần thì không có sử dụng Threads tại vì thuần không có account Instagram. Nhưng mà nào mà đã sử dụng rồi hãy comment bên dưới xem coi các bạn có cảm nghĩ gì về cái ứng dụng này. Thì nhiều người đã biết là đây là một ứng dụng nó cũng tương tự như là Twitter và ngày hôm nay các bạn đã thấy là Twitter đã, đã cáo buộc là ứng dụng Threads này của Meta đã ăn cắp bí mật thương mại. Và Twitter nói đó là ứng dụng Threads này là hàng nhái được xây dựng bởi các nhân viên cũ của Twitter và cũng có thể các bạn các bạn đã biết là khả năng là các nhân viên mà bị Elon Musk sa thải đó thì qua Facebook để mà làm việc và sau đó tạo ra ứng dụng này cho nên các bạn đã thấy được trên màn hình thuần có chia sẻ một tấm hình đây là cái tweet đến từ Elon Musk ngày 15 tháng 11 năm 2022 thì Elon Musk nói là tôi muốn xin lỗi vì đã sa thải những thiên tài này tài năng to lớn của họ chắc chắn sẽ được sử dụng ở nhiều nơi khác và Mark bước nói hay tìm công việc làm hả? <laughs> thôi đây giận như bằng chút mà thôi nhưng mà sự thật đó là công ty Twitter đang cáo buộc công ty Meta là ăn cắp bí mật thương mại và tôi thấy là có một số nguồn nói là công ty Twitter kiện Meta thì không phải đâu các bạn tới bây giờ họ vẫn chưa kiện mà họ chỉ gửi một cái bức thư cảnh báo tới Meta mà thôi và trong bức thư cảnh báo đó Twitter nói là Meta không được thu thập dữ liệu người theo dõi trên Twitter và bây giờ đã có thể nhiều người đã hiểu hơn tại sao mà Twitter đột ngột lại đưa ra một cái quyết định là những người mà xem uh, Thuyết thì bị hạn chế như là chúng ta đã nói dẫn đến nhiều người uh, phẫn nộ trên Twitter nhưng mà tại sao đột ngột lại nhanh chóng đưa ra vậy nếu như nói là tại vì Elon Musk muốn có được 8 đô từ mỗi người thì uh, tôi nghĩ sẽ có những cách làm nó uh, sẽ có hiệu ứng tốt hơn chứ Cắt ngang như vậy thì dẫn đến nhiều người sẽ không thích Twitter Và tại sao lại không có một cái thời gian nào hết để người ta có thể đăng ký Rồi người ta có thể ra quyết định là có mua 8 đô la để có thể xem thêm nhiều tweet được hay là không Cắt ngang như vậy đó thì sẽ có hiệu ứng ngược Thì một trong những lý do tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã hiểu hơn Đó chính là Elon Musk có thể đang nhận được một số những cái dấu hiệu gì đó Là có bot hay là có những ai đó đến từ Facebook đã lấy tài liệu Twitter hay là lấy tài liệu của người dùng Twitter và dùng đó để mà cạnh tranh với Twitter trên nền tảng của Meta. Và đối với bức thư cảnh báo này thì giám đốc truyền thông của Meta đã nói là làm gì có chuyện đó các bạn. Thì tôi nghĩ là hai người này đã chỉ có một cách duy nhất mà thôi đó chính là lên giờ đài rồi tính sao. <laughs> để xem coi là bước kế tiếp Elon Musk sẽ có những quy định gì, có thật sự là muốn kiện Meta hay là không. Và dù sao đây nữa đó chúng ta cũng thấy là có một trong những người mà ủng hộ Meta mà không ủng hộ Elon Musk đó chính là Jim Kramer. Jim Kramer nói Instagram là một sản phẩm thật sự tuyệt vời, còn Twitter thì tệ hại. Tôi chỉ dùng Twitter vì nó miễn phí và các thứ miễn phí trên đời này đều tệ hại. <laughs> Đi đoạn chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn. À, và trước hết thì chia buồn cùng Mark Zuckerberg. I don't think they thought of Twitter. But in that I am being facetious, but I, I say game set Matt Zuckerberg because he's really learned his lesson. He is really understands that it does matter that you want to be committed to the community, and Facebook is is a very uh, Instagram is a really terrific product, and Twitter is awful. And my kids were saying like, "Why are you posting on Twitter?" I said, "Well, it's free." I said, "Well, that's just great. The worst things in life are free." <laughs> does that mean you're going to migrate? Are you going to move your content 100%. delivery to Threads? Oh, I'll, I'll put some Twitter in just because I like be I'm a masochist who doesn't mind being hated, but that's been the way of, my, of most of my life since fourth grade. Jim Cramer rất là ca ngợi Mark Zuckerberg các bạn và tôi nghĩ một trong những lý do tại vì mỗi lần mà Jim Cramer tweet cái gì đó ở trên Twitter thì thường hay bị nhiều troll và nhiều người thì hay chọc Jim Cramer là nói gì thì làm ngược lại thì tôi nghĩ là Jim Cramer không có thích đâu. Điều thú vị là khi mà được hỏi gì thì Jim Cramer sẽ chuyển qua dùng Threads hay là sẽ tiếp tục dùng Twitter thì Jim Cramer nói là tôi vẫn sẽ sử dụng Twitter thì <laughs> tưởng hiển nhiên các bạn tại vì trên Twitter có người dùng nhiều và tương tác cao còn Threads thì sau này mới biết được đương nhiên vẫn sẽ phải tiếp tục sử dụng Twitter rồi và Twitter bây giờ đâu miễn phí các bạn các bạn muốn sử dụng tất cả chức năng thì phải trả 8 đô la cái miễn phí đó chính là Instagram, Facebook, Threads thì bây giờ